Con ơi con hát chung với cha đi. Tại vì con thuộc không cha. Rồi giờ con hát trước ha. Ủa vậy hả? Trời ơi. Phải có giấy chứ không có nhớ lời mọi người ơi. Rồi vô. Một thằng hai mấy lông bông thì chẳng có thứ chi quan trọng. Một lần ta lỡ chơi ngông mình phải ngông hướng như không. Đời mình như thế thôi xong. Bầu trời ơi lắm chắc hầu, vậy mà cha cứ nói đau đau. Sợ gì cha đây con lo, dù là thế giới to to, nụ cười cha đây con tròn. Con với cha hai tay cho trò chơi đặt cược từ 1 đến 10 bất đồng. Đếm ngược thời gian xem ai sẽ thắng. Cha con mình chắc chắn sẽ có người sẽ thua. Bà bố năm nhắm cái mắt thật chặt cuộc đời im lặng. Sau 7, 8, 9, 10 bật dậy mình cười như cái lúc chặt chơi. Cha sẽ lên làm vua và con làm công chúa. Để thế giới cha hình tròn, dù của cha có bao mòn. Vì mấy thứ mất và còn cha thay con mà tính toán. Đoán xem mai này ra sao, trời vẫn trên cao cha à. Cầm lấy tay con là quà, đi nơi đâu cũng là nhà. Con không phải con chú cha đùm đùa, trong cuộc vương này con thỏ cha luôn. Cái con mà cha thành, không mai thành kẻ mạnh. Cho chơi thân đáng luôn. Cái này khó quá. Cái cặp đôi song ca này đi hát với nhau được nhiều không mà sao thấy nó lủng củng quá vậy nè. Và các bạn ơi, đó là cái bài hát chủ đề trong nhạc phim của chúng ta. Làm cái nhân vật này thì khi bắt đầu mình quyết định là mình nhận cái vai này rồi thì cái vai này nó không có phải là quá khó, vì Luật ở ngoài Luật cũng là một người cha, cũng chơi với con mình, mà tại vì trong phim là một người cha không biết lo cho con thì ở ngoài mình cũng là một người cha cũng ít lo cho con lắm. Anh thật sự ra nói vui chứ anh không có cực với con, vì cái công việc mình đi làm suốt thì những người bên cạnh như là bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại rồi mấy cô dì chú bác là thay mình phụ mình một tay để mà lo, thì mình cũng không có nhiều, mình không có nhiều thời gian mình ở nhà. Thì trong phim á thì cũng vậy, trong phim thì cái khoảng thời gian đầu tiên của mình đó là mình không có lo cho bé nhiều. Cái khi mà ở lâu rồi mến tay mến chân rồi bắt đầu có tình cảm thật sự rồi đó, thì lúc đó là mới thương con. Nhưng mà cô bé ở trong phim á là lại là giống như là bạn ấy trưởng thành hơn với cái tuổi. Vì thường là gà trống nuôi con á thì con bé gái đó sẽ có cái tính giống cha, tính đàn ông á, cho nên là bạn rất là biết lo đó. Rồi cái nhân vật của Luật trong phim thì nó không có làm khó được nhiều. Nói chung là khi bắt đầu nhận kịch bản, bắt đầu quyết định làm á thì đã nghiên cứu kỹ rồi, cho nên là không có gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn những chia sẻ của anh Tiến Luật. Còn với anh Huỳnh Phương thì với nhân vật Tám Ánh, một cái nhân vật mà phải nói là qua những cái video chia sẻ lên trên mạng xã hội thì được rất là nhiều các bạn khán giả ủng hộ nè, cũng như là quan tâm. Vậy thì không biết là anh có yêu thích cái nhân vật này hay không, và khi mà mình vào cái vai này thì cũng khó không anh? Khi mà tham gia trong dự án này Phương rất thích cái nhân vật này. Nhưng mà lúc đầu nữa thì nó rất là khó, bởi vì cái vai của Phương là có 4 đứa con và 4 đứa con trai nữa. Nó quậy, rất là quậy. Mà Phương thì chưa có con, chưa có bầu, làm sao có con được đúng không? Đó là cái khó khăn nhất. Còn cái chuyện mà đóng cặp bạn thân với Luật thì cũng khá là dễ. Thì ở ngoài hai anh em đã chơi thân rồi thì vào đó thì cũng nó dễ vô hơn. Vậy nếu mà so với nhân vật Tám Ánh á, với Huỳnh Phương ở ngoài á, thì cái điều nào là nó sẽ khác nhau và cái điều nào nó sẽ giống nhau? Cái điểm khác biệt nhất giữa Huỳnh Phương và Tám Ánh là ở ngoài Phương rất là sợ con nít, rất là không nha, ít lại con nít lắm. Còn ở trong phim là một người thương con nít rồi quý con nít, tối ngày chơi với con nít, cái đó là điểm khác biệt nhất. Cảm ơn anh.
cảm ơn những chia sẻ của Hình Phương rất là nhiều nha. Và bây giờ thì chúng ta có ba bạn diễn viên nữa nè, là diễn viên Bảo Thi nè, Hình Khang với lại Linh.